Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình quay trở lại với video về cái dự án qua giờ giấy trắng của dự án Subbit. Đây là cái giấy trắng phiên bản cập nhật mới nhất của dự án này. Subbit dân chủ hóa nền kinh tế trên toàn thế giới, các bạn hãy đăng ký tham khảo ngay bây giờ trên trang web chính thức của dự án này Subbit.io. Thế đây là nội dung của trong giấy trắng này, các bạn có thể tham khảo chi tiết hơn. Thì Subbit là một cái lựa chọn thanh toán mới cho phép người tiêu dùng phải trả tiền cho bất kỳ thứ gì trên cơ sở phim vào hàng tháng mà chứ không phải bằng tiền mặt hoặc bằng thẻ. Thì Subbit được cung cấp bởi công nghệ điện thoại di động thông minh và cho phép bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ thành một gói thuê bao. Các Subbit mã thông báo này là một cái mã thông báo tiện ích module phát triển trên blockchain Ethereum mang đến cho người dùng truy cập vào các sản phẩm độc quyền, tiết kiệm một phần thưởng tiền mặc trở lại trong cái mạng Subbit. Tầm nhìn của chúng tôi là tạo ra một cái mô hình mới thú vị tiêu thụ trên toàn thế giới, trong đó cái phần thưởng người tiêu dùng và giá trị tốt hơn truy cập thuận tiện để tìm họ yêu thích. Thì Subbit sẽ trở thành các nhà lãnh đạo thế giới và mặc định thị trường cho các khoản thanh toán thuê bao B2C 1.000 tỷ đô la, cơ hội thị trường toàn cầu. Và ở đây các bạn chỉ ví dụ có nhanh trở thành những phương thức thanh toán dựa trên những số tiêu dùng hàng năm, trong đó quy định mạnh mẽ các giá trị truy cập thông qua quyền sở hữu. Các bạn có thể tham khảo dưới đây về cái mô hình kinh doanh dựa trên cái đăng ký tại phổ biến hơn bao giờ hết với nhiều thương hiệu tiêu dùng hàng đầu. Phương pháp này một cái khoản thanh toán duy trì hoạt động truyền thống đối với các hàng hóa và dịch vụ. Dưới đây là những cái về cái dự án này. Thì hiện tại vấn đề là không có sản phẩm nổi bật hoặc cơ chế cho phép kinh doanh doanh nghiệp thuộc bất kỳ kích thước đơn giản, nhanh chóng và giá cả phải chăng tiếp cận với cái nền kinh tế. Thì giải pháp của Subbit đưa ra là cái thế giới thị trường thuê bao đầu tiên cho phép người tiêu dùng phải trả tiền bất kỳ thứ gì trên cơ sở thuê bao hàng tháng chứ không phải là bằng tiền mặt hoặc thẻ. Bằng cách sử dụng cái ứng dụng di động thông minh của chúng tôi, có thể đăng ký vào các cửa hàng yêu thích, nhà hàng, hoạt động địa chỉ của họ nhiều sản phẩm chủ đạo để phổ biến các dịch vụ của chúng tôi. Thì Subbit cũng là phương thức thanh toán thuận tiện nhất xung quanh không cần mạng. Không cần mang theo tiền hoặc mặt hoặc thẻ thì bạn chỉ cần có cái điện thoại thông minh của bạn và có thể mở khóa một kinh nghiệm tiêu dùng hơn linh hoạt hơn. Như Subbit đang dẫn cho một cái mô hình mới, một cái thú vị tiêu thụ mang đến cho người dùng truy cập nhanh hơn, thuận tiện hơn một những điều yêu thích của họ. Thì Subbit hoàn toàn có cái nền kinh tế đăng ký bằng cách doanh nghiệp truy cập nhanh đến các nền tảng kinh tế và ngay từ cái điện thoại thông minh của họ. Với 80% người Anh có ít thuê bao hoạt động, đấy là thị trường rất là tiềm năng. Và giải pháp blockchain rất biết làm cái nền tảng thực sự chéo, nghĩa là người dùng có thể chọn cái tiền điện thoại từ tôi sinh hoạt kết hợp cả hai trong cái thị trường này. Subbit là cái sản phẩm đầu tiên để thực sự tiếp xúc với thị trường tiêu dùng, thị trường crypto thường xuyên thanh toán và cho phép người dùng truy cập hàng ngàn các sản phẩm dịch vụ hàng ngày. Thì nó sẽ dân chủ hóa cái nền kinh tế đăng ký trên worldwide trên cái số của thị trường toàn cầu. Subbit làm cho cái quá trình đăng ký dịch vụ đơn giản như vậy mà chúng ta không chỉ nhằm mục đích để nắm bắt một phần của nền kinh tế thuê bao hiện có, nhưng thay vì cái kích thích thương hiệu mới và phát triển nền kinh tế theo cấp số nhân. Thì trọng tâm của chúng tôi nhằm cụ thể tại các doanh nghiệp, trong đó duy trì các sự tương tác quản lý của khách hàng. Chẳng hạn như cửa hàng, tiệm hàng của chúng tôi có doanh nghiệp chỉ bán trực tuyến. Thì dưới đây là những cái vấn đề hiện tại và cái giải pháp của cái Subbit lợi ích cung cấp cho nhà cung cấp. Chúng tôi đã thiết kế một cái quy trình tham gia đơn giản của nhà cung cấp mà không phải chỉ là miễn phí và cũng mất một vài phút để thiết lập. Và sau khi đăng ký, người bán hàng có thể thiết lập các gói thuê bao của mình trên thị trường Subbit và bắt đầu để thu thập thanh toán thuê bao ngay lập tức. Lợi ích của người dùng, chúng tôi đã thiết kế một quy trình tham gia đơn giản cho người tiêu dùng mà không phải là miễn phí, nhưng cũng chỉ là một mất vài phút để thiết lập. Và sau khi đăng ký, người dùng có thể truy cập nhanh chóng đến các thuê bao dịch vụ trên thị trường. Thì chúng tôi có thể đăng ký bất kỳ gói cước nào ngay lập tức. Sản phẩm cũng chỉ là Subbit, phương án thanh toán sáng tạo và người dùng xung quanh mà có thể thực sự dễ dàng sử dụng. Đây là cái giao diện trên hiện tại di động thông minh, các bạn có thể theo dõi về cái nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ trực tuyến đơn giản, toàn bộ thanh toán thuê bao, đăng ký nhanh và tất cả thanh toán thanh khoản được chấp nhận. Và cái mã Subbit này và quản lý tài sản của bạn và hệ thống chứng từ, hãy nói chuyện với chúng tôi để hỗ trợ thêm. Các tính năng Subbit ở đây nó có các điểm mạng tương tác bán, tạo ra cái frictionless end-to-end kinh nghiệm mỗi cuộc hành trình của tiêu dùng.
của cách mạng sẽ biết đến thúc đẩy bởi các báo sáng chế đang chờ giải quyết của chúng tôi. Các tính năng được xây dựng mạnh mẽ tạo ra cái POS di động đầy đủ với các tăng cường giải pháp trung thành kỹ thuật số và doanh nghiệp thuộc mọi các kích cỡ. Với hệ sinh thái sắp biết, chúng tôi đã thiết kế xây dựng một cái bộ đẹp với các ứng dụng di động và web trực quan mà làm cho các quá trình đăng ký đơn giản càng tốt cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Chúng tôi gọi đây là hệ sinh thái sắp biết. Hệ sinh thái sắp biết này kết hợp với sự tiện lợi của công nghệ ứng dụng di động và các giá trị của thanh khoản thuê bao và đã được viện thông minh để giải phóng các tiềm các bộ toàn bộ tiềm năng thuê bao cho người dùng tất cả. Thì chúng tôi đã tạo ra ứng dụng trên iOS, Android mạnh mẽ, dễ dàng sử dụng trên web và thuê bao trên trang web cho người dùng. Các bạn có thể tham khảo chi tiết hơn về cái chương trình bán mã thông báo Submit này, viết tắt là SBT. Thì đây là cái vòng đầu tư của dự án này. Và tư nhân thì mã thông báo cung cấp là 3,1 tỷ token và chương trình bán sale tổng báo là 1,8 tỷ token và mở bán chính là tổng cung là mở bán trước bonus 25%, mở bán chính là bonus 15%, 10%, 5% theo từng giai đoạn, tổng cung cấp là 7,14 tỷ token. Thì chương trình token sale hình thức thanh toán ở đây là qua Ethereum với cái giao thức thanh toán dự án là ERC20 Ethereum với cái giá thẻ 1 Ethereum tương ứng 80.000 token. Các bạn có thể tham khảo chi tiết trên cái trang web chính thức Submit.io này với những thông tin về nhóm đội ngũ của dự án này, cố vấn và lộ trình roadmap của dự án. Thì trên đây là cái video của mình review đánh giá về cái dự án này, trang web của dự án Submit này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.